à, đó. Chưa điểm. Rồi. Trời ơi, tôi đã giờ không điểm. 10 giây đồng. Anh ơi. Em 10 giây rồi, em hoàn thành rồi. Trời ơi, kéo môi như cái đường cao tốc mà nãy giờ không điểm. 2 ngày 1 đêm, xem sớm nhất vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Chạy đầu tiên, bỏ vô. Chú sáu. Trời ơi, nó giật nha. Đập đơn vị bao nhiêu? 235 gram. Đường chú sáu. Ổn không ạ? Đường nha. Trái thứ 2 bộ ơi, 250 gram. Còn tiếp được không ạ? Còn tiếp. Cộng lại nhiêu rồi? Ủa quên, con hả quên. Cộng lại bao nhiêu rồi? 250, 235, 285 rồi. Ủa 485 rồi. Tốt. Mùi trơn quá, mùi hơi phấn. Lưu ý là khi nào mà hoàn thành là phải giữ trong 5 giây nha. Thằng em mùi phấn dày quá nó tuột. Thu ơi, muốn đánh phấn dày lại. Đã ra dầu được đánh phấn dày cho nó tuột quá rồi. Tháo ra. Không tháo được. Xịt cục mụn quá. Trời ơi. Cục mụn quá. Trời ơi. Đau mụn. Mụn bầm. Vô. Rồi, tiếp. Bao nhiêu gram? Em đoán đi. Chai nào? Trời ơi. Nó tuột quá. Chai nào? Đổ môi hồn. Nó bị tuột quá, chai cái bự nó mới dính được. Lỡ chai cái bự. Chai em luôn. Chai em à. Chai em. Ôi. Chai lần này nữa là tôi không có quay nữa, tôi đi về luôn. Tại vì môi đâu nữa nói. Các em nhỏ ở nhà không nên làm theo các anh lớn nhé. Trời ơi, cái nhận chủng của em xấu quá vậy. Trời ơi. Ê, chạy em chạy máu. Anh chạy được 3 rồi nè. Trời ơi. Xong xong đó. Vô. Bao nhiêu? Bây giờ thách bao nhiêu ạ? À? Mấy lạng rồi Hiếu? Dạ 485 gram. Anh ở dưới. Thôi anh hết rồi. 1, 2, vô. Đến được 1, 10 nha. 485 gram nha. 1, 2, để lớn không? 3, okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thêm cho 250 không? Chơi, chịu ai bảo vụ nha. Cầm. Anh cầm lên nha. Trời ơi, đẹp luôn nè, đó, đẹp luôn. Quá trời. Đi co. Ê, hai môn này đỡ hơn rồi Lâm ơi. 1, 2, 3, buông. 10, 9, 8, 7. Đây. Anh phải một cái. Nó tuột. Anh phải một cái môi nó không tuột. Anh chập đây nó bị bừ quá. Anh cột sâu vô nó không bị. Chu ra, đó. Chưa điểm. Rồi. Trời ơi, tôi đã giờ không điểm. 10 giây đồng. Anh ơi. Em 10 giây rồi, em hoàn thành rồi. Trời ơi, kéo môi như cái đường cao tốc mà nãy giờ không điểm. Anh sáu, giờ nó chơi nhỉ anh sáu. Không phải, nó không có dính, nó tuột. Vậy giờ điểm, giờ em được 10 giây, anh giờ tới anh 10 giây. 10 giây đó. Rồi. Có hỏi nè. 10. Em ô vu ra điểm 10. Trời ơi. 1. Ủa, chưa, tay. Có hỏi, nó không được, có hỏi. Được. Anh nâng nưa nó nhẹ nhẹ thôi. Eo ơi, cảm giác cơ anh nó rách lắm. Rách cái mùi trầm. Vậy nó thua đi anh ơi, thua đi. Thua đi, anh thua đi. 5. Anh buông tay ra, chưa buông tay mà. Nó được. 5. 10. Rồi. À, vậy là anh thua. À, tại vì cái môi em mà ngày xưa sửa là có cái G đây. À, cái môi có bằng tâm cấp hả? Đúng rồi. Sụn nằm bên trong. Cái càm này là rạch ở đây rồi ta nhét vô là bây giờ vô tận cái G.